Thằng nhóm CEO, chào mừng các bạn quay trở lại kênh của mình và mình là Cô Ca. Hôm nay mình các bạn cùng khám phá một băng gang chuyển khởi từ bộ light novel cùng tên Chúa Tể Bóng Tối các bạn. Đây là quà tặng khi các bạn mua sớm, đó là một cái poster rất là đẹp nha các bạn, rất là xinh xò. Poster khổ A1 nha các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng tiến hành khui siêu xem trong băng gang Chúa Tể Bóng Tối tập 1 này chúng ta sẽ có những phần quà gì kèm theo nha các bạn. Siêu đóng cũng khá là ổn áp, 8,5 điểm trên 10 nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá phần quà của tập 1 này. Phần quà tập 1 đang kèm một cái bóp kẹt. Nhưng mà khá đáng tiếc bạn, cái poster và bóp kẹt thì lại sử dụng hạt giống hệt hạt của hình bìa luôn. Ước gì mình sẽ có thêm cái hình mới, minh họa mới thì tuyệt hơn nha. Còn đây là photo chip được tặng kèm heo luôn tập 1 nha các bạn. Chúng ta sẽ có là hai quà tặng và một quà tặng từ sớm nha các bạn. Còn đây là chúng ta sẽ có phần bìa thì nó không được gắn móc, khá đáng tiếc nha các bạn. Giá tiền là 40.000 nhưng bạn mua chiếc khấu hơn khoảng 35-36.000 tiền nơi nha các bạn. Đây là bìa keo bên trong, bìa keo màu bên trong nữa, chúng ta sẽ có trang màu đầu truyện này, những hình ảnh rất là đẹp đây. Ước gì cái này là poster đẹp hơn nữa các bạn. Rồi chúng ta bên trong sẽ in trên giấy BB80 hoàn toàn in trắng đen, sẽ không có trang màu nào hết. Truyện tranh chuyển thể từ bộ light novel Chúa Tể Bóng Tối rất được yêu thích, không phải nhân vật chính cũng chẳng phải chùm cuối, ấy là Chúa Tể Bóng Tối, những nhân vật thể hiện sức mạnh thực sự của mình trong bóng tối để bí mật can thiệp vào câu chuyện. Cậu thiếu niên Sid luôn ấp ủ lòng ngưỡng mộ vô hạn với các Chúa Tể Bóng Tối, hiện đã chuyển sinh sang một thế giới khác và đang tận hưởng màn kịch ngấm ngầm trở thành Chúa Tể Bóng Tối do mình bày ra. Ấy vậy và những cô gái dưới trướng cậu lại tin xoáy cổ và làm tưởng cậu chính là Chúa Tể Bóng Tối thật sự. Rồi mời các bạn cùng chiêm ngưỡng qua, các bạn nhớ like, subscribe, chia sẻ, ủng hộ kênh giúp mình. Xin chào và hẹn các bạn trong video lần sau.